Chiều 30 tháng 10, Trung tá Trương Hoàng Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt tài xế lái ô tô tông hai mẹ con rời khỏi hiện trường vào tối 14 tháng 10. Mức phạt được tổng hợp từ các hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn phạt 17 triệu đồng, điều khiển xe thiếu quan sát phạt 11 triệu đồng và vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện 7 triệu đồng. Trước đó, lúc 18:30 ngày 14 tháng 10, tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ chạy trên đường Trần Phú. Khi đến gần ngã tư Trần Phú, Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ, xe ô tô tông thẳng xe máy và xe đạp đang đi phía trước, sát lề bên phải đường Trần Phú. Cú va chạm khiến xe máy và xe đạp văng xa, hai người trên xe ngã xuống đường, bị thương nhẹ. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô chạy khỏi hiện trường. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Tam Kỳ vào cuộc xác định tài xế là TDN, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.